thiên đã chiếu xuống trần. Con ơi, hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sanh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, đã thêm sứ mạng đạo đời dương gian, tức là nửa đời nửa đạo. Tu thì phải cho đúng tu, phải không? Đời là đúng đời, phải không? Nên thì dạy làm sao vậy? Cuộc đời giáo hội là bốn kinh sống, nửa đời nửa đạo, sống phải cho đúng một tư cách người, là phải giàu có, phải có cái chức vụ trong cái tập thể của mình, công xưởng hay đâu, nửa đời nửa đạo, rồi lại thêm sứ mạng đạo đời dân gian, rồi đây nắm giữ gian xem. Nghĩa là khi mà chùa lập đạo xong, phong thánh Di Lạc là vua, thầy tăng mở nước, vậy mà mới hay. Thì cùng với câu này, rồi đây nắm giữ gian xem. Nước Việt bây giờ cần có một người có tâm từ bi làm lãnh đạo, để mà lập lại đời nhà Trần á, thuộc hoàng Trần Nhân Tông thời xưa đó. Đất nước mình như ngài Trần Đạo, rồi Trần Liễu là như cha Trần Đạo. Tại vì cũng đọc qua lịch sử nhưng mà hiện giờ thì không nhớ rõ, thì mấy con coi lại. Thì thời đó mấy vị không có tính thù nhà, mà tính lúc đó là giặc Mông Cổ xâm lăng. Thì nước mình bây giờ bị Trung Cộng xâm lăng, mình cần phải đoàn kết, lấy ân báo oán quốc gia và Việt Cộng, quốc nội và hải ngoại, phải đoàn kết. Con ông cháu cha cùng với con ông HO chim hiền hay là chim quốc nội thì cũng phải là cũng là chim, con rồng cháu tiên, dòng giống Lạc Hồng, phải đoàn kết. Ở cái thời buổi này thì cần có một người không có phân biệt cộng sản, không phân biệt quốc gia, cũng không có biết hận thù là gì. Chứ phụ chưa bao giờ giận ai với ai đâu, gầu cho người nào có làm lỗi kiểu nào, quá ba ngày là xong. Tánh cho phụ vậy đó, ngộ vậy đó, trời sinh ra cái tánh không biết giận người, không biết giận dai. Chuyện nói là phải nói, nhưng mà không có gì mà khó nói. Cuộc đời của phụ là thật là thiệt, tài cái phụ mà tham tiền, cái phụ tự quỷ xác thời cha rồi. Cho nên từ 2017 cho phụ bỏ hết tài sản để mà nghiêng về đi độ chúng sanh, không có ham mở thêm chi nhánh công ty này công ty nọ. Tài danh phụ không có ham danh, phụ mà ham danh á, phụ như kiểu vô thượng sư Lý Hồng Chí bỏ ra chừng năm vài trăm nghìn mướn mớ người professional làm mấy kênh YouTube, cần những mấy đệ tử thật tâm làm, không có professional gì hết. Bữa YouTube của mình nhìn người ta nhìn biết liền loại bình thường á, nó không có giống như kiểu bên Dạng Tâm hay là Tinh Hoa vậy đó. Kiểu bên kia người ta làm rất là hay, tại người ta là làm mấy người đó chuyên nhiên mà làm ăn tiền mà, mình không có làm gì. Sư phụ làm muốn như vậy, muốn nổi tiếng, ý mình nói chữ danh không có khó, rất là dễ. Thì muốn cho các đệ tử có cơ hội gần cho phụ để mà nói lên tiếng nói của từ thiên đình thật sự, để mà mấy con tạo công đức, và đồng thời mấy đứa con cũng cảm thấy trả ơn cho cái thế giới này sanh ra con rất là hữu dụng, không có phải là sống cực khổ và chết vô thường mùa lăng mùa lấp nghèo khổ, cũng có mặt mũi trong xã hội, cũng được nhiều người thương kính nể. Khi mà mình nổi tiếng, các con nổi tiếng, những đứa là phụ nổi tiếng, thì thế giới người ta cũng thương theo. Ở bên tâm linh đó, một người mà được nhiều người thương thì cha chảnh cũng thương người đó, công đức người đó tăng càng ngày càng cao. Nhưng mà ráng giữ cái tâm gọi là bình đẳng và hướng thượng, chứ đừng có giữ cái tâm hóng cao ngã mạn, rồi lúc đó mất hết công đức. Giống như xưa ông vua Võ Đế, ông xây 72 cổng thành, ông hóng cao ngã mạn, ông nói chuyện với tổ, ông hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ba chứ ông làm bao nhiêu chuyện công đức gì, ông có được về trời được thành Phật không. Tổ nói không. Ông giận liền, ông nổi sân lên liền, vừa nói xong là sân lên, là tức là đâu đâu có công đức. Thì là đúng,
thì ông người có tiền mà làm rồi lại 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 không cao ngạo mạn là mất hết công đức. Ngược lại cái bà mà cho Phật một giọt dầu, bà nói cả đời của bà đâu có gì đâu ngoài cái nhìn xung quanh cái xó của bà ở chỉ có một chút dầu cúng cho Phật, vậy mà Phật thọ ký cho bà thành Phật. Thế nào thật tâm với thiên đến kỳ sư phụ không bao giờ để những đứa thất vọng, phải tin tưởng cha của mình, một đường phải đi không có nghiêng qua ngã về thì là đúng, phải nghe lời sư phụ, phải làm gì làm, phải lên núi đọc kinh thiền tâm ngồi thiền thì danh tài danh vốn có hành danh muốn không có khó, còn danh ở Mỹ thuộc quá trời danh ở Mỹ sắc, nếu dụ ham sắc nó thật chứ nói không muôn trùng. Ví dụ giờ mà ở tuổi này sư phụ cỡ Hoàng Kiều 77 nhỏ gì á, nhỏ tên gì ta, Ngọc Trinh 27, còn khoái ổng mà tướng ổng vô tướng vô ngon ăn cơm ổng nhiều không đổ ăn chịu chơi hơn nữa chứ hô cả đống mấy đứa ở ngoài trong hẻn hay là mấy đứa ở ngoài đời, con hiểu không? Chắc không có luôn nữa nè, không có mà nói thật ham ăn đủ ăn gì cũng miễn no là thôi, mấy con cũng nhìn thấy xung quanh được, thầy cũng chẳng có ham ngủ, ngày nào cũng phải ngồi thiền, mà nếu ngày nào thụ thức sớm mà thiền mà lấy cái áp mà ngồi thiền á, mấy con ngồi không có nổi đâu, tại vì phụ ngồi đúng giờ không à, thì tại vì đa số đệ tử họ thiền là cũng nửa đời nửa đạo, trừ khi mấy đứa nó không có gia đình thì không sao, còn thức kiểu đó người công ăn việc làm của nó sẽ bị sơ xúc đúng không, mình được cái này mình mất cái kia, mà bữa làm bữa không làm thì lúc đó cái tâm cũng bị áy náy nữa. Cho nên phụ chỉ giao duyên đứa nào rảnh giờ nào ngồi giờ đó, cái technique của sư phụ là bảo đảm không có bị ma nó tới nó gời chán, guarantee là tự nhiên cái này là truyền tâm ấn của từ một thiên tử, từ một giáo chủ, là những cái dòng hồn mà kia nó biết cái này là của sư phụ nó đâu dám phá, cũng giống giờ ở ngoài kia ai á, cháu chắc của ông Trọng hay là cháu cố gì xa giờ nó tôi là cháu ông Trọng có ai dám đụng tới không, thì ngoài kia vong linh nó cũng y như vậy đó. Đệ tử của Thiên Tấn Kiệt được cách technique của sư phụ là an toàn, nhưng mà nó lâu mở thiên nhãn lắm, tại nó tự nhiên mà nó không có dùng tha lực, nhưng càng ngồi thiền kiểu sư phụ càng thích đọc kinh cha mẹ, càng gần vô càng gần cha mẹ, tại vì một môn thôi, một môn học thôi, nó có học cả đời học hết. Tài danh sắc thực thì không có gì hết, thua đụng tới phụ quỷ sát chết. Thì ngày xưa lúc mà lập đạo thù đã tiên thể cha rồi, thù mà ham tiền ấy, thù còn trẻ connection thiếu gì, thù muốn làm nhiều tiền mà không được, mình nắm được mình buông được, biết cái đủ mới là khó. Hôm nay lúc mà thời kỳ cuối của sàng lọc mình, lúc mà chiến tranh Biển Đông á sắp xảy ra, sáng mình nói rồi đó, là sắp tới, tới luôn rồi, đừng nói sắp tới, thì mấy con sẽ nhìn thấy những chuyện ly kỳ sẽ xảy ra y như những lời phụ nói. Mà giờ chót những họ thiên mấy con gần cho phụ là có đại phước hơn cả 100 triệu người bên nước Việt Nam đó. Mà không có biết nắm, không có biết giữ, không biết trân trọng thì dù cũng không có hiểu phải làm sao. Hôm nay mấy con mới học một bài học, những đứa ngày hôm nay là mình phải thương tất cả những đứa ở Việt Nam mà lâu nay nó cứ tại sao nó xin xỏ trên mạng của kênh của mấy con, nó comment nó nói những lời hỗn hào, mình phải thương. Và đồng thời mình cũng học những cái bài học, cũng có những đứa đệ tử họ thiên đóng vai Bồ Tát nghịch để mà dạy các đứa họ thiên Bồ Tát thuận thiên nghịch thiên không, thì có một số thì mình các con phải gán để mà thương, và đồng thời
danh ngôn hay là ngữ ngôn gì, hay là ý kiến ngôn gì của riêng cá nhân, để mà đưa những anh chị em mình hiểu được giống như mình hiểu. Tôi chỉ nói là hiểu được giống như mình hiểu. Bền ghen bền trí, tôi chỉ nhắc câu này hoài, clip nào cũng có nhắc câu đó. Và cả năm nay dù đã có ngủ ý lâu rồi, chẳng qua là có đứng nó không có nghe clip. Những đứa nào mà đã đi lệch đường rồi đó, không bao giờ nghe clip cả, chuỗi sư phụ tặng cũng không có thèm đeo nữa, không có biết. Cuốn kinh là nó nặng cả ngàn cân, cuốn kinh Thiên Tâm nhẹ hứng vậy đó. Lúc xưa đọc rào rào, bây giờ cũng không đọc. Thì con cũng nhìn thấy. Thì vụ nói trên mạng general là con cũng hiểu rồi. Con coi những lời vụ nói có đúng không? Tại các con bỏ quê nhà, bỏ công an việc làm, đến đây đến núi Thiên Long Sơn là mục đích của mình, muốn thoát cái luân hồi sanh tử, thoát cái cảnh quá khổ của thế gian này, muốn về quê nhà của mình, muốn về với cha mẹ, đúng không? Mà đó là từ cái lương tâm của mình, từ cái chân linh của mình, từ cái lại giới thức của mình, nó khiến mình, nó làm cho mình thúc đẩy mình để mà đến với Thiên Long Sơn. Thì mình gán giữ cái đó, nó đi đúng đường á, chứ đâu có ai mà làm mấy con ngồi ở đây được. Mà đạo Thiên Tâm chúng ta là một đạo thiên nhiên, tự nhiên, có nghĩa là nó phải là tự nhiên. Mà khi mà làm không có đúng với một cái công thức của sư phụ, giống như sư phụ là làm kiểu gì không biết, kiểu ngu, kiểu khờ, kiểu quê gì á, cũng đừng cười. Miễn sao nó có tác dụng, mình mới gọi là chánh kiến, bi trí dũng mà. Phải có cái trí để mà phân tách, cái dũng, dũng cảm. Có nghĩa là cái dũng cảm là mình phải coi, phải mở mắt coi, phải lắng tai nghe, giờ phải xác nghiệm. Chứ mình không có thể là những như đứa họ Thiên nghe mơ mơ hồ hồ, ào ào vậy theo. Thì họ Thiên chúng ta bị sàng lọc lại vậy. Cho nên bây giờ thủ một cái danh sách, những đứa đó thì phải dạy thêm á. Lấy lại những cái sấm cơ cũ của Đức Thầy, sư tổ với của mấy chi vị, cứ đồ lại. Tại cái lúc này là lúc mà con thấy mỗi một lần á, con thấy cả trăm triệu dân thấy một chiếc tàu của Trung Cộng mà nó ra biển, bây giờ nó đóng quân ở vòng vòng bãi biển. Con nghĩ cả trăm triệu người này không có tiếng nói, không có kênh YouTube, không có Facebook, người ta có run sợ không? Run sợ, nhưng mà sao người ta nói được? Thì thù nói giùm nè, cả nước mình bây giờ đang run sợ, cả thế giới hiện bữa nay nè, nó dàn trận á, con nổ ra đi rồi chuyện gì sẽ biết. Mình tôi đang ngồi ăn vậy á, trái bom tử ở đâu nó nổ một cái ở chỗ nào thôi, con cũng phải bỏ đũa xuống, con chạy về nhà không kịp nữa. Tất cả 8 tỷ người chúng ta không có ai bây giờ gọi là một cái được cái sự bình an, chỉ có Thiên Long Sơn này là có sự bình an đó. Sư phụ trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời vẫn bình thường. Everything okay to me. Tới ngày hôm nay cũng ok đúng không? Nãy mình chụp hình, everything okay. Không có gì gọi là big deal sư phụ. Khi nào mà cái lương tâm của sư phụ làm sai thì mới là big deal với trên, chứ mới gõ đầu. Còn tâm sư phụ như hạt ngọc vậy đó. Còn những ai mà này nọ thì phải coi lại đi. Hồi xưa có một ông bà thượng, có một cô gái đi ngang cái suối, rồi là giữa dòng suối bị không có quần áo, cái mấy ông thầy kia đi ngang cái đi luôn, không dám. Ồ, tôi không dám đụng người gái này, không dám đụng người. Sợ quá không, sợ bị phạm giới. Thì có ông hòa thượng, ông chạy tới ông ôm cô gái, rồi cái bưng lên, rồi cái ông bị mấy ông hòa thượng kia về nói: trời ơi, yêu tu mà vô còn ôm gái này nọ. Ông bà thường cái tâm nó không có, nhưng mà mấy cái tâm mà mấy cái ông mà thấy con gái mà sắp chết hay là mà không có cứu thì lại nói. Cái ông mới nói lại câu, ông nói:
ta chỉ cứu người thôi, ta không có nghĩ gì hết. Mà các ngươi có cái đầu, các ngươi suy nghĩ cái gì, các ngươi mới 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 có issue, mới có giống như là hả, thành kiến à, cái nghe là mới tò mò mới nghĩ hoài đúng không, cái đầu của họ đó. Nhưng mà cái tiếng của thời nay mình gọi là gì ta, hồi như hồi chắc à, có cái đó, sư phụ là Bồ Tát, sư phụ là con của cha, sư phụ cứu kinh sống thì cũng là sàng lọc. Nhưng mà nhờ vậy thụ mới hiểu được những đứa mà không có thuần mà đọc kinh, bởi vì thụ nói cái cổng núi Thiên Long Sơn số 0404 chỉ dành cho những đứa con họ thiên thuần, tức là phải đọc kinh, phải hiểu cha hiểu mẹ, chỉ có một đường mình đi thôi, chỉ có một cái quê năm là đi lẹ nhất về ơi, mà chứ không có đi lòng vòng quanh đâu, quanh là nó xa lắm, thì quê một độ đi gấp đôi thời gian là đúng. Mà ở đây mà chỉ là bè thôi chứ không có chịu tu á, bè là cho đông cho vui á, rồi cứ hùa qua hùa lại á, nó sẽ làm mất uy tín của cha, không có nên. Cho nên những đứa đại phạm thượng khẩu nghiệp sẽ bị mấy vị không biết làm gì, thụ đang sinh á, cái gì á mình cũng phải có cụ thể. Còn mình nói về đạo, sư phụ chỉ nhận lệnh cha, nhận lệnh của mẹ với chư Phật đưa ra cuốn kinh Thiên Tâm. Còn cái cách của sư phụ ngồi thiền từ xưa giờ sao, sư phụ chỉ cho chàng, sư phụ không có giấu gì hết, sư phụ không có dạy cái gì cao siêu hết. Còn anh bác, ảnh rất là từ bi, ảnh cái thế giới này thường nói rồi, ma quỷ đầy đường á, phải cần có vua của ma phải không, phải trị mấy con ma con à, thì à, ổng. Nhưng mà một cái đó là một, ổng là hộ pháp, hộ núi hộ sư phụ là một chuyện. Nhưng mà mấy cái đứa con của mấy đứa này á, mà nó học, con của Sương, con của thầy Trang, con của Thu Ba, đại vân vân một đống, nó học nhưng mà nó không có từ bi như ổng, nó không có buông bỏ như ổng, nó còn ham ham ăn mặc, nó đâu có ăn mặc lèo phè như kiểu ổng, nó ham xe mới, nó đâu chỉ chạy xe cũ đó của thằng thằng gì cho đó rồi rồi nó dùng mấy cái technique đó. Sau này á, sư phụ về trời á, cái thế hệ nhỏ mấy đứa này nó lớn lên, nó ngự trị Thiên Long Sơn thì làm sao nó sẽ thành con chim cú, mấy con chim sẻ của con của mấy đứa con, sao sống nổi với mấy đứa này. Sư phụ phải nhìn xa như vậy, sư phụ mới lên tiếng mới nói. Chứ anh bắt anh đâu không có làm sai nhiều, anh không có làm sai, sư phụ chứ anh bắt đâu có gì đâu. Chỉ có con Sương á, là nó lì, nó ngoan cố, nó đệ tử sư phụ, nó không có nên lập kênh YouTube. Bữa hôm sư phụ có nói rồi, sư phụ kêu mấy lần nó không chịu bỏ xuống. Chứ tới ngày hôm nay, giữa sư phụ với anh bắt cũng chẳng, sư phụ cũng chẳng nói gì á, bình thường cười ai ai. Ai cũng có cái ý của mình là đúng hết, đúng không? Nhưng mà cái nào đúng nhất, mấy thằng nhóc đó nó có chịu ăn chay trường kiểu nhà ổng không? Cho nên á, phải sư phụ phải nhìn xa, không phải sư phụ nhìn đời này thì no problem. Ảnh cũng tu Phật, sư phụ cũng tu Phật, nhưng mà cái nào nó có số lượng đông, có lợi đông. Còn ngồi thiền, sư phụ kêu tất cả các con phải tự ngồi thiền, bắt buộc là cái giới số 12 là không phải làm. Chứ sư phụ đâu có cần phải đích thân xếp 5 giờ sáng tất cả hội thiền 20 mấy triệu đứa phải ngồi thiền cùng sư phụ. Làm kiểu như vậy á, làm sao công ăn việc làm, rồi làm sao chồng con, cô không có làm vậy. Nhưng mà mấy con phải giữ giới số 12 là cái căn bản, đọc kinh ngồi thiền có nửa tiếng đồng hồ à, ngồi thiền đọc kinh tiếng à, thì còn lại 2 mấy tiếng đồng hồ á là mấy con được phần an lạc. Là sư phụ đã từ bi, sư phụ đã scan qua cái vụ này rồi, sư phụ đâu có cần phải mà bắt. Nếu mà sự bắt có thể cả thế giới ngồi thiền chung vô vụ, sư phụ còn có cả 100 triệu dân để lo kìa, cả cái thiên biệt phải đang phải lo á. Sư phụ đưa cuốn kinh là cái đố, đọc kinh á thì nó mới ra từ bi, nó mới sanh ra trí tuệ, rồi từ từ mới ra dũng cảm. Cho nên những đứa
mà đọc kinh á, hồi xưa đọc rào rào á, mà hôm nay đi lệch đường á, con coi thử cả năm nay có đứa nào cầm nổi cuốn kinh không? Những đứa mà đi lệch đường không bao giờ cầm lại cuốn kinh, yên tâm, rồi từ từ sẽ bị áp xử lý, sẽ sống, còn thua người bình thường nữa, mất đi một cái cơ hội của đời này. Nên giờ chót chỉ theo cha đọc kinh Thiên Tâm ngồi thiền, và hiện bây giờ thế giới đang sắp sửa vào chiến tranh thứ ba, sư phụ dắt về Việt Nam, mấy đứa họ thiên phải xích bèo, xích bèo dịch Mỹ thì nó xích bèo, ai cũng hiểu xích bèo phải không, nhưng lên máy bay bị sắp sửa đảo lộn bị cháy thì cũng có xích bèo, cái gì cũng xích bèo. Còn Thiên Tâm chúng ta hiện giờ cũng xích bèo, tức là tất cả chúng ta mỗi ngày phải ngồi thiền, phải coi cái tâm của mình nó nói lên cái gì, chứ mình không có chạy theo lời nói, mà phải phải nghe cái lời nói từ cái lương tâm của mình, phải nghiên cứu cho kỹ. Cấm đứa nào mà tin sư phụ mà không chịu ngồi thiền nghiên cứu lời sư phụ nói. Hôm nay sư phụ nói Tràng Giang Đại Hải gần 5 năm 289 cái clip, nhưng phải ngồi thiền nghe lại kỹ lời sư phụ nói, nó mới đúng là nghe. Nó giống như con uống nước nha, đừng uống lẹo á, uống phải ngậm từ từ nó mới biết nước đó là có mineral, có chất bổ trong đó, thì phải làm như vậy. Còn đại số hồi thiên mình chẳng có làm được cái đó, phải nghe đầu này chụp đầu kia không, lụp chụp lụp chụp. Tức là 15 phút đầu á, mà kiểu thì chỉ là phải ngồi quán chiếu. Còn đứa nào mà không đọc cuốn kinh lâu nay cả năm nay, thủ biết sẽ có một ngày sàng lọc cả thế giới, cả hậu thiên, cả mọi người thử thách. Khuyên phải đọc đọc kinh mỗi ngày để mà được gần với cha mẹ, gần với sư phụ, gần với đạo Thiên Tâm, được cái chi vị thư. Không có cái nào mà thôi không nhắc nhở. Mình đến ngày hôm nay rồi á, đến lúc sàn dầu ngồi là tính điểm tính sổ, trời ơi, lọt lịch bịch lọt quá trời lọt luôn, hai đứa này cũng sẽ lọt, không có đọc kinh Thiên Tâm. Bây giờ đã lọt rồi vô đâu cứu nổi, để nằm nó lọt cái sổ rồi, tức là mình phải có chánh kiến từ đầu, còn hiểu không? Nào có hỏi gì không? Quá trời kết quả. Đi là personal, là lễ Easter, cho hai đứa nhỏ đi chơi. Vừa xuống dưới, con đứa là tử. Ồ, con đang ở đây, sư phụ quản hồn luôn, sư phụ đâu có biết nó xuất hiện đâu, à, tức là interfere personal trip của sư phụ, không biết đâu. Mấy đứa này đi là đi vụ của ông Quyền dọn nhà, sư phụ đi chung, với mấy này rồi, thằng Nga đồ rồi đi xe rồi. Rồi mấy vị kêu bữa đó là phải đi riêng, đi máy bay, không cho đứa nào theo hết, đại khái. Nhưng mà cuối cùng cũng come out perfect, rất là vui. Nghĩa là sư phụ từ bi đến độ mà giống thầy giải thích vậy đó, rồi biết cả năm rồi đó, rồi không nói. Cái này cũng cũng là từ bi, chứ còn nếu không từ bi vô làm liền cả năm trước rồi, đúng không? Rồi để cho mọi người tự thay đổi, để phụ mới thường nhắc là phải đọc kinh, rồi phải coi lại thầy hoài đó, chứ phụ nói ra là coi như xong rồi, con hiểu không? Xấu sổ vậy. Chứ còn nếu mà không từ bi á, tụi nói lâu rồi, tụi rất là từ bi. Nhìn lại đi, cái hành động, cái hành xử của sư phụ có sai không? Thủ thường dạy dỗ mà những đứa gần như không biết đó. Tụi đi rồi xong ở đó
Las Vegas, trời mấy đứa nhỏ nó đi bộ từ ở Lesser là cái kim tự tháp, ông cả thấy kim tự tháp khoái lắm, vô đó là nó coi mấy cái gì người mummy người thiệt đó con, khó đó, ôi sợ khoái luôn, quay phim quá trời luôn. Rồi xong cái thụ đưa cho cái thằng nào hết á, hey quay phim nhiều lắm. You are have anything to say to the future, to your son, about you and your dad here today. Nghĩa là nó giả bộ nó giống như là time travel vậy đó. Trời ơi, thù tạo câu chuyện nó ngồi nó kể. Hey son. Time travel á. Later you will see this. This is my message to you. You do not come to see this show. It's scary, son. Đây. Xong cái nhiều hơn như cái dẫn đi tàn tàn nó đi đâu có nổi, không biết từ cái đầu của nó không phải là Mandalay phải không, là thuốc trên nữa, tôi chưa đi khúc đó. Xa quá, tới tới Lexor rồi, rồi đi dài xuống mà đi tới New York thôi xanh vậy, để sau này nó có lớn lên nó không có miss trong đời là ba của nó lo cho chúng sanh, lo cho họ thiên không rồi quên nó, hiểu không? Chứ sao làm gì không đi từng rồi thì làm gì có cơ hội gì đi nữa, không phải hãm gì đâu, ai muốn hiểu rồi hiểu. Rồi sư mẫu bà cũng chưa từng đi qua phía bên bên bờ đông của bển, chứ cũng nhìn thấy lại á, họ thiên á cũng có nhiều có phước. Cái là Thiên Long Sơn nè, bay tới bay lui qua Cali rồi á, là biết được nhiều chỗ. Chứ hồi xưa chưa Thiên Long Sơn, cái có thể một đống mấy đứa bên kia cũng chưa biết về bờ Tây bên Mỹ nữa. Rồi bây giờ biết, sư mẫu qua cũng vậy, ở đây cũng rất là vui. Rồi bây giờ nhờ vậy có cơ hội không á, giải thích cho bà đó, cho bà hiểu rồi. Ngày đầu tiên á, phụ muốn giấu bà vô cái túi zip lại, để một mình sư phụ ra đời độ đời. Nhưng mà khó lắm con biết. Nó cũng như Lạc Long Quân Âu Cơ vậy đó. Như Hùng Dương vậy đó, khó giấu một tuổi, với lại làm gì mà có phụ nữ, không người đàn ông thành công không có người phụ nữ là không xong, đúng không? Nhưng mà tùy, thì mình cũng biết cái đó rồi, biết xong biết. Chứ ngày hôm nay cũng vậy, tôi cần có một số gọi là đứa có tài hoa đó, biết tiếng Mỹ, biết tiếng Việt, lớn lên ở Mỹ, phải lớn lên ở Mỹ thì nó mới biết black and white à, để mà vô đào tạo thành những cái người trong tương lai đi gặp người này gặp người kia ở nước này nước kia, hay là đi nhắn những cái lời của sư phụ người của mình đó. Tôi đang đào tạo vậy mà xung quanh cả ngàn đệ tử con gái chẳng có đứa nào hết, chỉ có mình Ngân với anh Thùy Trang thôi. Mỗi lần mà đào tạo đứa nào lên đó là bị giặt, bị vui chắc mốt hết Mỹ Tiên. Mỹ Tiên biết làm được không ta, nó đâu giữ nổi bí mật, giao chuyện bí mật cho nó bật mí trên chất chết cha mà luôn á. Đứa nào phải biết giữ bí mật nó kìa. Đấy, chờ cái đó là cái tánh của con rồi mà, để làm cho phụ phải biết giữ bí mật phải không, có bị hàm oan cũng phải gán nhịn. Nó thừa rất là cần. Ví dụ như đi vô nước Việt gặp ông này ông kia giống như đi chơi vậy đó, giống như giờ hữu có ông đóng người kêu đừng tới hữu phải đi Singapore nữa, hữu nói chuyện với con mấy ngày hữu phải đi nữa, mấy ngày chuỗi coi lại trong tháng này giờ đi mình lang thang như kẻ không nhà. Với lại bữa đi Việt Nam Cali á, rất là thành công. Bây giờ làm cách mạng của thời đại văn minh á, của tiếng Việt á, là gặp từng người, gặp bí mật không à, ta bắt hay là buổi ăn tối là hơi sang rồi, mất thì giờ quá không. Có thể ngày gặp năm ông bự, á, ban năm mu vậy đó. À, nhưng mà bí mật không có hợp đông vậy, tại vì mình không có muốn ai bị liên lụy thì nên rất là thành công. Bên tôn giáo, bên
bên HO, ở bên hội đoàn này hội đoàn kia, luật sư này luật sư nọ. Cho nên xong rồi á, bữa xong mấy công chuyện cá nhân rồi đó, rồi mới đi về Las Vegas. Lúc mình nghĩ ở cái thời hai thách này nó có cái hại nhưng mà nó có cái lợi đó thôi. Hồi đi ở đâu trên máy bay, trừ khi máy bay nó cắt cánh thì nó cắt wifi mình phải không, chứ còn mà nhắn tin được, có những cái nhắn tin đó, cái nhắn tin mà quan trọng nhất mà hồi nhắn tin nốt nốt địch cho họ thiên mà trên cái thiên tâm rất đó, đó mới còn hồi nhắn tin từ đâu. Thù nhắn tin lúc đó chứ mà bạn nó gần cái cánh nó kêu mình phải turn off á, cho nên thù không có đọc lại luôn nữa, thù miết mấy chữ đó. Tại vì cái đầu nó ra chữ nhiều nhưng mà khi nhắn lên á mình không có giờ đọc lại, con coi lại đi, mà còn không nhắn thì nó sẽ bị mất 4 tiếng mấy á, cái mà nốt gì đó thì mà hãng cũng vậy. Hãng thù không có lo hãng nhưng mà có những cái big decision đó, còn cái thù nó đâu có quyết định được, thì cũng là nhắn tin với email. Cái thù chỉ có đọc balance sheet, cái thù mới biết coi account được balance sheet AOIP mày xài tiền gì, cho mày như là maintenance thua lên gì gì á, mà thấy mà nó over cái bracket đó là cái thù mới điện về kêu sư mẫu, kêu mấy người đó ra audit tụi nó phải có reason thôi. Thường những người chủ chỉ cần biết cái lý do hợp lý thôi, hiểu không? Còn mà nó off là something wrong. Một là mày thôi nó up không thôi nó up AC cho nên điện nó lên tới gấp đôi, hay là nó bị sơ gì rồi thua lình, hay là mua máy này mua để làm gì thì audit. Thiên hành đạo thuận thiên thay trời để mà lập lại một cái xã hội mới cho toàn thế giới, cho nước Việt, chứ không mình dẹp những cái ác trên thế giới, nói chung trên thế giới trong đó có cái ác của thế giới vô thần là các Mác Lênin, nó thẳng là Việt Cộng, chứ mình không có trả thù người làm cái ác nữa. Mình nhớ là hôm nay thù người làm cái ác, mình không có trả thù, mình chỉ là họ thiên là hai cha để đi dẹp cái ác thôi. Tại vì cái thế giới này nó tạo nghiệp, những cái người đã lãnh những cái ác và cái khổ là do họ không có biết tu. Bây giờ con coi những người biết tu có ai bị nạn gì bao nhiêu đâu, mà tu đúng ít lắm, tâm rất là an lạc, tuy là không tiền cũng vui đúng không? Còn có những người không biết tu hả, tiền chất như núi cũng vẫn khổ. Cho nên chúng ta chỉ giải thể cái ác toàn cầu, chứ chúng ta không có trả thù những người làm ác. Cái đó nên nhớ, chứ bộ không có trả thù người làm ác. Lấy ân để báo oán, gặp lại đời nhà trần, đó là nhiệm vụ của sư phụ xuống trần là chỉ có vậy. Đó, thiên việt là như vậy, thiên việt là hội anh tài gom tất cả những nhân tài về nước Việt để mà thành lập lại một cái xã hội mới, một cái tiếng nói chung mà nhân dân làm chủ tiếng nói, trăm họ làm chủ tiếng nói, trăm triệu làm chủ tiếng nói, chứ không có đảng phái nào làm chủ tiếng nói, để không có quốc gia mình từ đó về sau không còn sự bất công nữa, xóa bỏ hận thù bằng cách đó. Mình diệt cái ác chứ không trả thù người làm ác. Nhưng mà họ lại bán nước cho Tàu, lại là họ càng không đúng.
Cho nên chư phụ ra đời, thiên việt ra đời là để lấy cái quốc gia trở lại, để mà đem cái sự công bằng cho nước Việt trở lại. Chứ mình không có trả thù những cái người đó đâu. Tại vì con cháu của họ cũng là những cái người trên cõi trời hoặc là ở nơi khác xuống. Nếu mà con cứ qua lại giống như thời 75 á, Mỹ Ngụy ngày xưa, biết chừng nào nó mới dứt được cái rễ má dây dưa thù oán. Nó phải dứt một cái điểm này. Chỉ có một con, chỉ có một người có tâm từ bi và một người lập đạo mới làm được. Thì cơ trời sắm cơ đã từng nói như vậy. Chứ một người bình thường cũng không bao giờ được. Một thầy ở trong chùa không biết gì chính trị cũng không được. Trời cho cho phụ có cái đầu óc chính trị và cũng có một cái tâm từ bi, có cả hai lẫn lộn trong đó. Thế gian này chú phụ qua nói hay cũng phải ngã mày, đó là lời thật. Thù trách những người tỷ phú đa số là không biết tu, dầu cho biết tu cũng không có từ bi kiểu như sư phụ. Mà khi và những cái nhà chính trị lỗi lạc trên thế giới, họ có giỏi về chính trị kiểu nào nữa, họ cũng chẳng có biết đạo lý, chẳng có ngưng cái sự tham vọng của họ, quyền lực của họ. Thì hai dạng người đó. Còn những vị thầy lỗi lạc, những hòa thượng thì tu là vô thường rồi, kêu mà đụng rồi mấy ổng đâu dám đụng, thì nó không có hợp. Sư phụ là ở giữa cái đầu của sự combine những nhà chính trị lỗi lạc và những về hòa thượng đắc chứng, thành ra một con người này thì nó mới lập được một cái thế giới mới, được cái xã hội của nước Việt Nam. Kiếm một người thứ hai không ra. Có thể kiếm một hòa thượng lỗi lạc thì nhiều á, con cũng có thể kiếm rất là nhiều nhà chính trị trên thế giới, cả triệu, cả trăm, cả tỷ hòa thượng ở chùa cả đống. Nhưng mà cả hai mà cùng một cái bộ não, mà cùng một người, không bao giờ có. Anh bao nhiêu đó thôi, tất cả hội thiên hai mấy triệu người thấy có lạ không vậy? Rất là lạ đúng không? Kinh sống, hội thiên chúng ta là quân kinh sống. Những đệ tử của con hiện giờ đang trong thời với sư phụ, cũng giống như ngày xưa Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà lặn hợp với Phật Thích Ca đi từ Nam tới Bắc Ấn Độ, mấy con cũng giống vậy thôi, lăn tăn sư phụ. Thì sau này những nhà sử học sẽ nghiên cứu ra từng đứa. Sư phụ 30 mấy năm nữa sẽ về trời, các con còn 50 mấy năm á, còn dài lắm. Chỉ cần 1 năm thôi là con kể hết câu chuyện rồi, chứ đừng nói chi mấy con còn 50 mấy năm. Mấy con beginning of all the beginning trong cuộc đời, mấy con có biết không? Cả mấy con hôm nay 20 mấy, 30 tuổi, 40 tuổi, trong thời gian quá khứ là cái gì? Chỉ là lớn lên thôi. Để mà hôm nay ngồi ở đây để mà chờ chứng kiến một cái sự việc kinh hoàng thay đổi biển chiên trái đất, và người làm là sư phụ các con đang ngồi đây nè, là một điều rất là hãnh diện nữa. Mà không biết giữ, mà không biết trân trọng, thì là hồi trên trời đừng có nhảy xuống làm gì. Có những nước cùng nhảy xuống, nhưng mà xuống đây rồi mây này mây kia rồi, không có ngồi thiền để mà không có cái chánh kiến, rồi đi nghiêng đi ngửa. Lúc nào mình đi là mình đi, lúc nào mình chạy là mình chạy, lúc nào phụ cho mấy con vui là vui, lúc nào phụ nghiêm khắc kêu mấy con tu là con cứ tu. Chẳng lẽ ngồi nói chuyện hoài, ca đâu có phạm giới 12 là luật đó, mấy con có quyền ca. Còn tu, mấy con tu 1 tiếng thôi là cũng ớn rồi. Thiền là được rồi, đừng có phạm giới và đừng có bị lôi kéo là mấy con có đại phước. Đứa nào mà có chánh kiến một chút mà chịu khó ngồi thiền mỗi ngày, ai nói tôi không nghe, tôi biết cha tôi ông trời là được rồi, là xong chuyện, đừng cần biết sư phụ cũng ok. Còn mà ớt với sư phụ nghĩa là ớt với cha đó, không hiểu không? Tức là buông con kinh thiên tâm xuống, làm những cái chuyện không đúng,
những cái đứa mà ấy, con thấy không? Con coi đi. Nãy thưa Hùa giải thích rồi, Hùa có nói này nó sẽ đụng chạm, sẽ khó cầm nổi cuốn kinh Thiên Tâm lên lại lắm. Cũng là họ thiên chúng ta nhưng mà không có cầm nổi, nặng lắm. Hồi xưa nhẹ hứng à, đọc rào rào, đến lúc mà đi lệch đường rồi cầm không nổi, chửi thưa Hùa tặng á, cũng dục nữa, chỗ biết mà. Tự nhiên sao? Là vì nó không có còn gọi là thần giao cách cảm với sư phụ nữa, nó không còn cùng điển thanh nữa. Mấy con cùng điển thanh, mấy con lên đây đứa nào cũng sáng sủa, mấy con còn chịu lắng nghe, còn thích sư phụ. Phụ ở đâu mấy con quấn quýt ở đó, cũng như gà mẹ ở đâu gà con bu vậy đó, thì là cùng điển thanh. Còn khi mà đi theo khác là các điển này không có, khó ngồi lắm, mà cũng nghe là nghe mấy lời sư phụ á, nhão lắm hả. Quan trọng chỉ có đọc kinh Lăng Nghiêm mỗi ngày á, để clear mấy cái đó. Ok rồi, nào hỏi gì nữa không, mấy vô ngồi thiền hỏi gì nữa không? Thấy con lao trọng chưa? Vừa vừa đây quay cái nhà mới của mình, để có chỗ mới vừa về để giới thiệu chỗ mới luôn nghe. Nhà thất mới. Bữa nay dọn mấy thầy trò, bỏ thời gian dọn cái này lại. Quay đây không? Gọn gàng lại đẹp thấy không? Thì nhà xưa nó bị bức tường ngay đây, trong đó bây giờ mình đẩy cái giường vô, giờ nó rất là rộng, rất là khang trang. Ở nơi này bắt đầu nhập thắt được đó, rồi cũng được bữa chặt mà đủ ba mấy người, bây giờ nghỉ cũng cả 50. Nhưng mà ngồi góc độ nào thì ngồi góc này cũng thấy được hết. Đứt đây đi không? Vậy được rồi, rộng rồi. Ôi chết cha, nãy giờ làm cái chè.